Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi thăm một cái công trình, một công trình của mình ở dưới quận 7, trên đường Đào Si Tích. Thì mình sẽ đi tham quan một vòng trên Hồng công Kông. trình. Đây là công trình mới hoàn công, thì mình đang đi ở ngoài cái sân Dưới thượng của cái công trình này, một đây cái công trình ban công. đang làm đó. Thì công trình này mình lắp đặt rèm cửa. Biết Đó, đây là mấy cái đây bát là phòng rèm mình khách biết đã lắp đặt xong rồi. Hôm nay đi khảo sát lại để thang chuẩn gỗ bị lắp rèm và bàn giao cho chủ nhà. Đó, đây là cái phòng ngủ 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 của chủ nhà tiệm rèm thì tôi đã lắp hướng xong hết đi rồi. đây Thì không qua đây tham quan một vòng công trình của mình nhé. Ok mọi người, mình sẽ đi lên tiếp lầu 2 để xem ở trên này công trình đã xong chưa. Thì công trình này nó nằm ở quận 7 với cái góc mặt tiền, thì công trình này view nó rất là đẹp mọi người. Ok, mình sẽ lên đây mình sẽ quay cảnh view cho mọi người xem. Đây anh em mình đang thi công sàn cổ. Thì cái công trình này sàn cổ là một đơn vị khác thi công, bên mình không có thi công sàn cổ của công trình này. Đây là mình đang ở lầu 3, lầu 3 đây là cái phòng thờ này. Ok, mình sẽ làm xem cái view ở đây nha. View đây nó rất là đẹp, mấy cái view rất là thích luôn. Đó, quen bờ sông rồi đó. View cho nó, đây là con sông nè. Đây cũng có mấy cái lam để mà trang trí ở ngoài mặt tiền nè. Wow, là kia có một căn nhà gỗ đẹp rồi mọi người. Ok, để mình sẽ quay cho mọi người. Wow, căn nhà này đẹp quá. Căn nhà gỗ cực kỳ đẹp luôn. Đó, nằm ven con sông. Diện tích rất là rộng. Sông luôn trà bá luôn kìa, đó, quá trời luôn. Đó, xung quanh khu dân cư này thì cũng xây dựng khá là nhiều, diện tích còn trống cũng cũng nhiều. Đây là một cái khu dân cư mới, nó nằm ở trên con đường Đào Si Tích. Đây thì đang trên quay xuống, chưa lắp đặt lan can luôn, nhìn cũng ghê quá. Đó. Ok, để mình cùng mọi người đi tham quan một vòng, đi vòng đi xuống. Ngôi nhà này cũng khá là đẹp và nằm ngay góc mặt tiền, nó khá là ok. Thì ở đây lan can thì cũng đang làm nè. Mình sẽ đi xuống mình xem. Nhà thì được lót đá hoa cương cũng rất là đẹp này, trang trí nó quý vị mà. Đó, dưới đây là sàn gỗ người ta đang làm nè. Đây là hình ảnh công trình nè. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.